Bảo Lộc Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ hai, ngày 25 tháng 7 năm 2022. Kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ mới, thật nhiều điều may mắn và luôn gặp những niềm vui. Orange County nhiều cố gắng để giảm bớt tội ác thù ghét. Bakersfield, Houston và Columbus có nhiều nỗ lực giúp người vô gia cư. California tuyên bố tình trạng khẩn cấp với cháy rừng gần Yosemite. Nổ súng ở Washington, một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Sức khỏe của Tổng thống Joe Biden đã khá hơn, không ai tiếp xúc gần với ông nhiễm Covid. Tòa bác đơn kiện của Arizona về giới hạn quỹ trợ giúp Covid-19. Tiền thuê nhà tăng kỷ lục, người Mỹ không tìm thấy hầm trú ẩn trong cơn bão giá. Công ty Tesla đề nghị tòa bãi vụ kiện sa thải hàng loạt nhân viên. Uber thừa nhận che giấu vụ làm lộ thông tin 57 triệu người dùng. Elon Musk phủ nhận cáo buộc quan hệ với vợ bạn thân. Lật thuyền ở Bahamas, nhiều người di cư Haiti thiệt mạng và mất tích. Ứng cử viên Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ cấm tất cả viện Khổng Tử. Tin lạ lùng, đánh rắm suốt 5 năm, người đàn ông đã kiện nhà hàng bán đồ ăn. Tin Việt Nam, một bé trai 11 tuổi bị tử vong do điện giật khi dùng điện thoại đang sạc. Rộ lên những cuộc gọi lừa đảo, nói rằng số điện thoại sẽ bị khóa và lấy thông tin cá nhân. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, Orange County nhiều cố gắng để giảm bớt tội ác thù ghét. Hội đồng quan hệ cộng đồng Orange County, Orange County Human Relations Council, đang giải quyết các vụ tội phạm thù ghét qua việc kết hợp giáo dục cộng đồng và mở rộng các công cụ báo cáo trước việc gia tăng mạnh trong vài năm qua. Theo báo cáo của Voice of OC vào ngày 19 tháng 7, mặc dù hội đồng chưa ra báo cáo cho năm 2021, nhưng báo cáo của năm 2020 cho thấy sự gia tăng mạnh về tội phạm, tình hình ngày càng tồi tệ, đã khiến các chính trị gia địa phương và các nhà đứng đầu của cộng đồng cố gắng tìm cách ngăn chặn hành vi thù ghét ngày càng gia tăng. Chi nhánh của hội Anti-Defamation League cũng cho thấy sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái ở Orange County. Tại một diễn đàn thứ sáu tuần trước, bà Alison Edwards, giám đốc điều hành của tổ chức cho biết điều quan trọng là phải lắng nghe phản hồi của cộng đồng để tổ chức giúp đỡ chống lại sự thù ghét. Chúng tôi muốn xem xét những cách thức mới để cùng nhau làm việc và nghe trực tiếp từ những người đã nói về sự thù ghét ở Orange County, bà Edwards đã nói. Chúng ta đang gặp nhau vào thời điểm này, một số chiến lược để hạn chế các việc mà thù ghét bao gồm chương trình của trường học và sự tham gia của cộng đồng với các học sinh dễ có nguy cơ. Một chương trình học đường khuyến khích phòng chống bạo lực và đào tạo những người đứng đầu thanh thiếu niên, tổ chức cung cấp các khóa đào tạo và thuyết trình trong các lĩnh vực đa dạng, giao tiếp đa văn hóa giới tính, bản sắc, giải quyết xung đột, xây dựng đội ngũ và các mối quan hệ giữa con người với nhau. Các nhóm cư dân từ khắp nơi đã được mời để chia sẻ phản hồi về cách giải quyết hành vi thù ghét. Sự việc này diễn ra vài tuần sau khi một người căm ghét gốc Đài Loan đã bắn chết bác sĩ John Chen và làm trọng thương một người khác tại một nhà thờ dành cho cộng đồng người Đài Loan ở Laguna Woods. Hội đồng quan hệ cộng đồng Orange County đã tổ chức lễ hội để các giới chức từ hệ thống của trường học, từ kindergarten cho đến lớp 12, trường cao đẳng và các tổ chức phi lợi nhuận đóng góp ý kiến về cách giảm bớt sự gây chia rẽ. Các giới chức cho biết là một trong những cách khác để mà giúp giảm tội phạm thù địch là kêu gọi người dân hãy báo cáo những sự việc đã xảy ra. Đó là lý do tại sao Hội đồng quan hệ cộng đồng Orange County bắt đầu nỗ lực của họ với chiến dịch Hate Hurt Us All với ngân sách là $1 triệu của quận. Việc này giúp cho mọi người dễ dàng báo cáo tội ác thù địch bằng nhiều cách như là email, điện thoại và tin nhắn. Các dịch vụ này bằng tiếng Việt Nam, tiếng Ả Rập, Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Philippines, tiếng Đại Hàn, Iran và Tây Ban Nha. Làm sao chúng ta biết rằng sự căm ghét đang gia tăng? Bakersfield, Houston và Columbus có nhiều nỗ lực giúp người vô gia cư. Tình trạng vô gia cư đang là một mối lo ngại hàng đầu của cử tri khắp nước Mỹ, khiến nhiều thành phố phải nỗ lực để giải quyết việc này. Tổ chức dịch vụ truyền thông thiểu số EMS vào ngày 22 tháng 7 đã mời một số chuyên gia của các thành phố đứng đầu trong các nỗ lực này tham dự cuộc hội thảo qua online. Ba thành phố đang dẫn đầu trong các vụ giúp người vô gia cư là Bakersfield của California, Houston của Texas và Columbus của Ohio. Tính cho đến tháng Giêng năm 2020, thành phố Bakersfield đã thành công khi giúp mỗi cộng đồng chỉ còn có dưới 3 người khuyết tật vô gia cư. Từ năm 2011 đến nay,
này, thành phố Houston đã giúp được hơn 25.000 người vô gia cư có chỗ ở lâu dài, giảm số người vô gia cư đến 64%. Thành phố Columbus thì có tỷ lệ giúp những người vô gia cư tìm được chỗ ở thành công lên đến 70% vào năm 2018. Vì vậy, EMS đã mời một số đại diện cho các tổ chức trợ giúp người vô gia cư tại ba thành phố này để nói về những biện pháp mà họ đã thành công, đồng thời có áp dụng được ở nơi khác hay không. Tổng giám đốc của Open Door Network, bà cho biết là tổ chức của mình từng được gọi trung tâm trợ giúp người vô gia cư Bakersfield. Bà cho biết là người vô gia cư Bakersfield rải rác ra rất nhiều nơi như các núi, sa mạc, các khu nông trại, bờ sông và những tòa nhà bị bỏ hoang. Theo bà, Open Door Network giúp đỡ người vô gia cư bằng cách chia họ thành nhiều nhóm để giúp đúng nhu cầu của từng nhóm. Các nhóm gồm có người khuyết tật, cựu quân nhân, thanh thiếu niên, gia đình và người lớn tuổi. Một cách Bakersfield giúp người vô gia cư có chỗ ở là làm việc với cơ quan gia cư của thành phố để biến các nhà trọ cũ thành chỗ ở dài hạn cho họ. Thành phố này còn làm việc với nhiều chủ nhà, tạo động lực để họ cho người vô gia cư thuê nhà. Bà nhấn mạnh điểm quan trọng nhất là các thành phố phải xem tình trạng vô gia cư là một vấn đề cộng đồng, chứ không phải là vấn đề cá nhân. Với suy nghĩ đó, Bakersfield đã giúp được nhiều người vô gia cư tìm chỗ ở ổn định. Về phía Ohio, thì ông Marcus Schuster đã nói về các biện pháp giúp người vô gia cư của thành phố Columbus. Và ông Schuster cho hay, Ủy ban nhà tạm trú cộng đồng của Columbus đóng vai trò lớn trong công việc giúp người vô gia cư có chỗ ở bằng cách tạo ra mạng lưới ngăn chặn tình trạng vô gia cư. Mạng lưới đó là sự hợp tác của các cơ quan gia cư, cơ quan y tế tâm thần và bất cứ ai có khả năng giúp đỡ. Những nhà điều hành còn tạo ra một cách để mà kết hợp với nhau giữa những cơ quan để làm việc dễ dàng hơn. Ủy ban nhà tạm trú cộng đồng còn có những dịch vụ cần thiết như là cho nhiều người hay nhiều gia đình kêu gọi giúp đỡ người vô gia cư trong cộng đồng. Ngoài ra, bất cứ ai và gia đình nào cũng có thể tự báo cáo mình là người vô gia cư để được giúp đỡ. Cũng như một thành phố ở Ohio, Liên đoàn vô gia cư ở Houston cũng đã làm việc với nhiều tổ chức và nhiều cơ quan chính phủ để thành công trong việc tìm chỗ ở cho người vô gia cư, giúp hơn 25.000 người có nhà. Họ cho biết rằng vào năm 2011, số người vô gia cư ở Houston nhiều thứ 6 trong nước Mỹ. Thêm các cơ quan làm việc không làm việc cùng với nhau, không có tổ chức. Một người làm nơi đây đã chia sẻ, vì từng trải qua nhiều thiên tai, Houston có tâm lý muốn giúp đỡ người khác và muốn tìm ra được mục tiêu để giúp người vô gia cư để đạt được thành quả như ngày hôm nay. Theo bà Roche, qua nhiều sự hợp tác, Houston không còn cựu quân nhân vô gia cư nữa, lại tạo ra được 2.500 chỗ ở dài hạn cho người vô gia cư và giảm số người homeless xuống chỉ còn một nửa. Liên đoàn vô gia cư luôn tìm hiểu về các chương trình nhà ở để giúp đỡ cho người vô gia cư trong những năm tới. Một tổ chức của California, ông Lewis cho biết, luôn tìm cách giải quyết tình trạng thiếu nhà ở California và đó là một cách để giúp cho người vô gia cư. Một trở ngại lớn là cách thành phố lớn ở Hoa Kỳ ngày càng xây ít nhà. Từ năm 1990 đến năm 2007, cứ 1.000 cư dân có 9 người được nhận giấy phép nhà của Houston. Los Angeles chỉ có 1 người và New York có khoảng 2 người. Nhiều thành phố lớn như Orlando, Atlanta và Phoenix phải cấp hơn 12 giấy phép nhà ở cứ mỗi 1.000 cư dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018, các thành phố cấp ít giấy phép và những thành phố từng cấp nhiều giấy phép nhà ở cũng đã giảm đi rất nhiều. California tuyên bố tình trạng khẩn cấp với cháy rừng gần Yosemite. Tin từ Wawona, California, một đám cháy rừng bùng phát mạnh mẽ vào ngày thứ Bảy 23 tháng 7 gần Yosemite National Park khiến cho hàng ngàn người phải di tản và làm mất điện hơn 2.000 ngôi nhà cũng như là những cơ sở kinh doanh. Theo cơ quan chống cháy rừng California Cal Fire, đám cháy rừng bắt đầu vào chiều 22 tháng 7 phía tây nam công viên gần thị trấn Mid Pines thuộc Mariposa County. Đến 23 tháng 7, lửa đã lan rộng ra gần 19 dặm vuông, tức là vào khoảng 48 cây số vuông. Trước khi mà đám cháy này bùng phát lan rộng hơn nữa, các nhân viên cứu hỏa phải đối phó với một vụ cháy rừng khác ở cực nam của công viên Yosemite. Phát ngôn viên của khu lâm viên Sierra National Forest cho biết lệnh di tản đã được áp dụng đối với hơn 6.000 người sống trong khu vực hẻo lánh nơi này. Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Mariposa County vào ngày 23 tháng 7 trước đe dọa của đám cháy dữ dội. Hơn 400 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa với sự hỗ trợ từ máy bay, trực thăng và xe ủi. Họ phải chịu đựng với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp
và thảm thực vật khô cằn sau đợt hạn hán kỷ lục trong nhiều thập niên. Tính tới sáng ngày 23 tháng 7, ngọn lửa đã phá hủy 10 căn nhà đủ loại và làm hư hại 5 căn nhà khác, đồng thời đe dọa thêm 2.000 căn nhà. Vụ cháy còn khiến nhiều con đường bị đóng cửa, trong đó có Highway 140, đây là một trong những tuyến đường chính của Yosemite. California đang có những trận cháy rừng ngày càng lớn và trầm trọng hơn trong những năm gần đây. Các nhà khoa học dự đoán tình trạng thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục tăng, kéo theo cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn nữa. Nổ súng ở Washington, một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Tin từ Renton, Washington, vụ nổ súng xảy ra vào sáng thứ Bảy, 23 tháng 7 ở Renton, khiến cho một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Sở cảnh sát Renton cho biết giới chức công lực đến hiện trường trên đường Logan Avenue vào khoảng 12 giờ 56 phút sáng sau khi nhận được cuộc gọi báo 911. Renton cách Seattle khoảng 12 dặm là 19 cây số về phía đông nam. Cảnh sát thấy có nạn nhân bị bắn và phải trấn an đám đông hoảng loạn khi chữa trị cho một người đàn ông đang bị thương nặng. Để làm việc này, chúng tôi cần phải di chuyển nạn nhân đến một địa điểm an toàn hơn, bất chấp những nỗ lực của chúng tôi. Ông ấy đã thiệt mạng vì vết thương quá nặng, cảnh sát đã chia sẻ. Nạn nhân 32 tuổi, hiện chưa xác định danh tính, được cho biết là cư dân Tacoma. 6 nạn nhân khác bị thương do đạn bắn với mức độ trầm trọng khác nhau và đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương. Người dân khu vực đã nói với cảnh sát rằng họ đã nghe tiếng cãi vã trước khi có hàng loạt tiếng súng nổ ra. Nhà chức trách vẫn chưa xác định nguyên nhân của cái sự tranh cãi này, cũng như chưa bắt giữ được nghi can. Trên Twitter thì cảnh sát đã tuyên bố các phát súng có thể do hơn một nghi can bắn ra và cho hay nhiều cơ quan cảnh sát đã được gọi đến để mà giúp đỡ do đám đông quá lớn. Sức khỏe của Tổng thống Joe Biden đã khá hơn, không ai tiếp xúc gần với ông nhiễm COVID. Sức khỏe của Tổng thống Joe Biden đang khá dần và không ai trong số 17 người được xác định có tiếp xúc gần với ông cho đến nay có kết quả dương tính. Điều phối viên về dịch bệnh của Tòa Bạch Ốc Assis Shaw cho biết vào ngày Chủ nhật, ông Shaw nói rằng ông Biden đã có một ngày tuyệt vời hôm qua, cảm thấy khỏe và những người tiếp xúc gần với ông Biden đang tiếp tục tuân theo các quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Tổng thống Joe Biden, 79 tuổi, có các triệu chứng nhẹ, theo Tòa Bạch Ốc. Ông bị nhiễm trong khi có một biến thể phụ lây lan rất dễ của COVID gây ra một làn sóng mới ở Mỹ. Ông Shaw nói với CBS News vào ngày Chủ nhật rằng Tổng thống Joe Biden có thể đã bị nhiễm biến thể BA5. Tòa Bạch Ốc đã tìm cách nhấn mạnh khả năng làm việc của Tổng thống Joe Biden trong khi ông bị bệnh. Vào thứ Năm tuần trước, thì Tòa Bạch Ốc đã công bố một đoạn video ông trấn an người Mỹ rằng ông vẫn khỏe vào thứ Sáu và ông đã tham gia vào một cuộc họp trực tuyến với các nhân viên Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc chưa cho biết ông Biden đã nhiễm bệnh ở đâu. Ông mới trở về từ một chuyến đi từ Trung Đông và một tổ chức một sự việc công khai trước chuyến đi đó. Trong đó thì ông đã có những sự tiếp xúc gần với nhiều cá nhân. Tòa bác đơn kiện của Arizona về giới hạn quỹ trợ giúp COVID-19. Một chánh án vừa bác bỏ đơn kiện của thống đốc tiểu bang Arizona. Đơn kiện đòi thay đổi các hướng dẫn của chính quyền Tổng thống Joe Biden về cách sử dụng các khoản tiền trợ giúp cho COVID-19. Tiểu bang Arizona phải ngừng gửi hàng triệu đô la tiền cứu trợ COVID của liên bang cho các trường học không đưa lệnh đeo khẩu trang hoặc đã phải đóng cửa do dịch bệnh. Thống đốc Doug Ducey đã đệ đơn kiện vào đầu năm nay sau khi Bộ Tài chánh Mỹ yêu cầu ông phải sửa đổi kế hoạch chi tiêu số tiền 163 triệu đô la về sức khỏe cộng đồng. Bộ Tài chánh muốn có những thay đổi đối với chương trình 10 triệu đô la mà ông Ducey lập ra nhằm hỗ trợ tiền cho các bậc phụ huynh cho con đi học nơi khác nếu trường học của con họ có quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Trong phán quyết vào đầu tuần này, ông Stephen Logan, chánh án liên bang, kết luận tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden là hợp lý. Theo đó, thì chính phủ liên bang cho rằng số tiền này không thể được chi cho những nỗ lực làm suy yếu việc tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa COVID-19. Vị chánh án cho biết một chương trình khuyến khích việc không tuân thủ các hướng dẫn có thể làm trầm trọng thêm đại dịch và tạo ra thêm nhiều tác động không tốt, trái ngược với mục đích của quỹ cứu trợ. Trong hồ sơ nộp tại tòa, luật sư của ông Ducey cho hay thống đốc Ducey sẽ kháng cáo. Ông C.J. Karamarjian, phát ngôn viên của thống đốc GC vào hôm 23 tháng 7, cũng tiết lộ rằng văn phòng thống đốc đang xem xét lại quyết định. Theo đơn kiện thì Bộ Tài chánh đã tự mình tạo ra hạn chế đối với việc chi số tiền mà Arizona nhận được theo American Rescue Plan Act mà không có thẩm quyền pháp lý. Thống đốc kêu gọi tòa án tuyên bố các quy định của Bộ Tài chính là bất hợp pháp và ngăn chặn vĩnh viễn yêu cầu hoàn trả lại số tiền mà tiểu bang đã chi.
Bộ Tài chánh bắt đầu đề nghị ông Ducey thay đổi các chương trình vào tháng 10. Đây là một phần nỗ lực nhằm buộc Arizona và một số tiểu bang của đảng Cộng hòa khác phải ngừng phản đối quy định đeo khẩu trang hoặc dùng tiền giúp đỡ cho COVID-19 cho chương trình theo tiêu chuẩn của riêng mình. Tiền thuê nhà tăng kỷ lục, người Mỹ không tìm thấy hầm trú ẩn trong cơn bão giá. Theo số liệu của Apartment List, giá thuê nhà tại Mỹ đã tăng gần 40% kể từ tháng 1 năm 2020. Trong suốt gần 10 năm làm môi giới bất động sản ở Miami, người ta chưa bao giờ chứng kiến những người đi thuê nhà tham gia các cuộc chiến đấu thầu cho đến khi đại dịch COVID thúc đẩy nhu cầu với nhà ở bên bờ biển ở Florida. Theo số liệu của Apartment List, giá thuê nhà tăng đối với các nhà môi giới, xu hướng tăng này mang lại cơ hội kinh doanh cho họ. Còn đối với Fed, đây là một rào cản khác trong nhiệm vụ kiềm chế lạm phát. Dự kiến giá thuê nhà tại Mỹ sẽ chưa có dấu hiệu giảm trong thời gian tới. Các nhà kinh tế cho rằng yếu tố này sẽ đóng vai trò thúc đẩy và tạo áp lực với tỷ lệ lạm phát ngày càng tăng. Do đó Fed cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Một nhà kinh tế cấp cao tại Wells Fargo cho biết rất khó để mà khẳng định lạm phát đã được kiểm soát nếu mà giá nhà cho thuê vẫn tiếp tục tăng cao. Bà dự đoán rằng lạm phát giá nhà thuê vẫn tiếp tục ở mức cao cho đến ít nhất là cuối năm nay, dù một số các hàng hóa và dịch vụ khác đã giảm giá. Theo một ước tính, giá nhà chiếm khoảng 1/3 CPI, chỉ số vào tháng 6 đã tăng 9,1% và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 1981. Còn đối với CPI lõi thì yếu tố này chiếm hơn 40%. So với cùng thời điểm ngày năm ngoái, giá thuê nhà đã tăng 5,8% sau khi ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ năm 1986 là 0,8%. Giá thuê nhà, theo ước tính của chủ sở hữu, đã tăng 0,7%. Nhìn chung, chi phí tạm trú của người dân Mỹ tăng 5,6% trong 12 tháng qua, cao nhất kể từ năm 1991. Trong khi đó, theo Reuters, chênh lệch giữa chi phí sở hữu nhà và thuê nhà hàng tháng đã tăng khoảng 25%, tương đương gần $500 chỉ trong tháng 6. Hiệp hội môi giới bất động sản của Mỹ, NAR, đã báo cáo doanh số bán những ngôi nhà đã có chủ giảm 5,4%, tương đương thấp hơn 14% so với một năm trước. Theo quan điểm của một nhà kinh tế học ở RBC Capital Market, thị trường nhà có khả năng mới chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc suy thoái. Họ nhận định Mỹ đang ở giai đoạn kinh tế tăng trưởng trì trệ do ảnh hưởng của việc Fed tăng lãi suất. Điều này sẽ làm giảm tốc độ tăng giá đối với mọi thứ, bao gồm cả tiền thuê nhà. Nhưng việc giá nhà thực sự hạ nhiệt sẽ phải mất một khoảng thời gian sau. Công ty Tesla đề nghị tòa bãi vụ kiện sa thải hàng loạt nhân viên. Tesla yêu cầu tòa liên bang bác bỏ đơn kiện, trong đó công ty sản xuất xe điện bị cáo buộc vi phạm luật liên bang khi sa thải hàng trăm công nhân mà không báo trước. Theo hồ sơ nộp lên tòa án liên bang ở Austin, Texas, nơi công ty đặt trụ sở, Tesla cho biết các nhân viên bị sa thải trước đó từng ký một thỏa thuận, trong đó quy định rằng vì đột ngột sa thải hơn 500 công nhân tại nhà máy ở Sparks, Nevada. Các nguyên đơn đề nghị các cựu nhân viên Tesla trên khắp nước Mỹ, những người bị cho nghỉ vào tháng 5 và tháng 6 mà không được báo trước, đứng lên tham gia vụ kiện tập thể này. Vào hồi tuần trước, thì các nguyên đơn yêu cầu Tesla không được bắt người lao động ký thỏa thuận nghỉ việc, không kiện công ty để đổi lấy 1 hoặc 2 tuần lương nữa. Trong khi đó, Tesla cho biết họ thường yêu cầu người lao động nghỉ việc ký thỏa thuận, và các thỏa thuận này là đúng vì không có ai bị ép ký tên sau khi đơn kiện được đệ trình. Uber thừa nhận che giấu vụ làm lộ thông tin 57 triệu người dùng. Trong một thỏa thuận để tránh bị truy tố hình sự, hãng xe công nghệ Uber đã nhận trách nhiệm về việc che giấu vụ vi phạm dữ liệu xảy ra vào năm 2016, ảnh hưởng đến 57 triệu hành khách và tài xế sử dụng dịch vụ của Uber. Theo đó, trong nội dung thỏa thuận không truy tố, Uber thừa nhận nhân viên của họ đã không báo cáo vụ tấn công mạng xảy ra vào hồi tháng 11 năm 2016 cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ FTC, mặc dù cơ quan này đang mở cuộc điều tra bảo mật dữ liệu nhằm vào công ty này tại thời điểm đó. Stephanie Hint, luật sư tại San Francisco cho biết Uber đã đợi khoảng một năm sau mới báo cáo vi phạm sau khi ban lãnh đạo mới có quan điểm mạnh mẽ về vấn đề tuân thủ và đạo đức. Hunt nói rằng quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự phản ánh sự ghi nhận đối với ban lãnh đạo mới của Uber cũng như thỏa thuận năm 2018 giữa Uber và FTC trong một việc duy trì chương trình bảo mật toàn diện kéo dài trong 20 năm. Do tham gia che giấu vụ lầm lọt dữ liệu này,
Sullivan bị truy tố vào tháng 9 năm 2020. Các công tố viên cho biết, cựu giám đốc bảo mật của Uber đã dàn xếp trả cho các hacker 100.000 đô la bằng Bitcoin và đề nghị tin tặc ký một thỏa thuận không tiết lộ, trong đó khẳng định rằng họ không đánh cắp dữ liệu. Tháng 9 năm 2018, Uber đã trả 148 triệu đô la để giải quyết khiếu nại từ tất cả 50 tiểu bang do chậm trễ thông báo về vụ lọt thông tin này. Thỏa thuận không truy tố được tiết lộ sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Trước đó, cổ phiếu Uber đã giảm 93 xu xuống mức 23,3 đô la vào ngày 22 tháng 7. Hãng xe này cũng từ chối đưa ra bình luận về vụ việc. Elon Musk phủ nhận cáo buộc quan hệ với vợ bạn thân. Tỷ phú Elon Musk khẳng định trên Twitter rằng ông vẫn là bạn với Sergey Brin, thậm chí họ mới tham gia tiệc cùng nhau. Hoàn toàn nhảm nhí, ông Musk đã đáp với một tweet liên quan đến cáo buộc có cuộc tình ngắn ngủi với vợ của nhà đồng sáng lập Google vào ngày hôm nay. Tôi và Sergey vẫn là bạn bè và chúng tôi thậm chí vừa cùng tham gia một bữa tiệc tối ngày hôm qua. Trước đó, theo WSJ, thì Elon Musk có quan hệ tình cảm chớp nhoáng với Nicole Shanahan, vợ của Brin, tại lễ hội Art Basel ở Miami vào đầu tháng 12 năm 2021. Tôi chỉ gặp Nicole hai lần trong 3 năm. Cả hai lần đều có sự xuất hiện của nhiều người khác xung quanh, ông Musk đã nói. Không có gì lãng mạn cả. Trong một tweet sau đó, ông Elon Musk đã thậm chí tiết lộ đã lâu không quan hệ tình dục với ai. Ông cũng đã chỉ trích WSJ đã chỉ chạy theo những câu chuyện ngoại tình để tăng lượt view trên tin tức, những tin đồn ngẫu nhiên của bên thứ ba, dù trang này được cho là có tiêu chuẩn cao về báo chí. Ngoài thông tin ông Musk có quan hệ với Shanahan, WSJ còn dẫn lời những người thân cận với ông. Ông từng quỳ xuống trước mặt Brin và xin tha thứ cho hành vi của mình. Brin đã đệ đơn ly hôn Shanahan với lý do những khác biệt không thể hòa giải theo hồ sơ nạp tại tòa án của quận Santa Clara vào hồi tháng 1. Sergey Brin chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này. Tỷ phú Musk, 51 tuổi, hiện có số tài sản ước tính là 240 tỷ đô la, đứng đầu thế giới. Trong khi đó, Brin, 48 tuổi, đứng thứ 8 với khoảng 95 tỷ đô la theo bảng xếp hạng của Bloomberg. Cả hai chơi thân với nhau từ lâu, họ thỉnh thoảng gặp nhau tại một căn hộ bí mật của Google ở Palo Alto cùng với các nhà đồng sáng lập khác là Larry Page, bàn về những ý tưởng mới có vẻ kỳ lạ nhưng tuyệt vời. Trong khủng hoảng tài chính năm 2008, Brin đã giúp đỡ cho Tesla 500.000 đô la khi công ty gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng. Năm 2015, ông Musk đã tặng Brin một trong những chiếc xe thể thao đa dụng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Tesla. Lật thuyền ở Bahamas, nhiều người di cư Haiti thiệt mạng và mất tích. Ít nhất 17 người di cư Haiti thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Bahamas. Chính quyền Bahamas cho biết vụ lật thuyền xảy ra ở khu vực ngoài khơi của quần đảo Bahamas. Có ít nhất 17 người di cư Haiti đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích, trong khi mà làn sóng di cư bằng đường biển đến Mỹ đang gia tăng. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết đã có một thảm kịch xảy ra trên biển liên quan đến những người di cư Haiti. Do đó, một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định toàn bộ tình huống liên quan đến hoạt động buôn người dẫn đến cái chết của rất nhiều người di cư của Haiti này. Các lực lượng cảnh sát hoàng gia Bahamas, lực lượng phòng vệ hoàng gia Bahamas đã có những phản ứng với các báo cáo về vụ việc. Một cuộc cứu hộ đã diễn ra sau đó và mặc dù đã cứu sống được 17 nạn nhân, nhưng thật đáng buồn, 17 nạn nhân khác đã thiệt mạng. Theo các quan chức địa phương, thì vụ tai nạn này đã xảy ra cách đảo New Providence khoảng 11 cây số. Tại thời điểm chiếc thuyền gặp nạn, có thể là có tới 60 người di cư, đều là người Haiti đang ở trên khoang thuyền. Vì vậy, vẫn còn nhiều người được cho là mất tích sau vụ lật thuyền này. Trong đó, có hai người đã bị bắt vì nghi ngờ có hoạt động buôn người. Cả hai người này đều đến từ Bahamas. Quần đảo Bahamas là chuyến trung chuyển thường xuyên của những người di cư Haiti tìm cách vào Mỹ. Những chuyến vượt biển nguy hiểm bằng các phương tiện không an toàn ngày càng trở nên phổ biến trong năm qua khi có nhiều người Haiti tìm cách thoát khỏi nghèo đói và tình trạng bạo lực, băng đảng ở trong nước. Ứng cử viên Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ cấm tất cả viện khổng tử. Ông Rishi Sunak cam kết sẽ cấm các viện khổng tử hoạt động ở Vương quốc Anh nếu ông trở thành thủ tướng.
ông cũng xem Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài nhất đối với anh. Thông báo mới này được đưa ra vào ngày 24 tháng 7, được xem là hành động nhằm củng cố khả năng bảo đảm an ninh quốc gia của ông Rishi Sunak trong cuộc chạy đua chức Thủ tướng Anh. Ông cam kết sẽ đóng cửa tất cả 30 viện khổng tử của Trung Quốc ở Vương quốc Anh nếu ông trở thành Thủ tướng. Ông cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ của chúng ta và xâm nhập vào các trường đại học của chúng ta. Trung Quốc đang dồn các quốc gia đang phát triển vào khoản nợ không thể trả và lợi dụng điều này để chiếm đoạt tài sản của họ hoặc dí súng vào đầu họ, ông đã nêu lên quan điểm. Với cam kết dẫn đầu thế giới trong việc chống lại sự mở rộng về công nghệ của Trung Quốc, ông Sunak cho biết ông sẽ thực hiện một sửa đổi đối với luật giáo dục đại học ở Anh. Theo đó, thì các trường đại học của Anh phải công khai các bên tài trợ nước ngoài có trị giá hơn 60.000 đô la. Tôi sẽ ngăn Trung Quốc kiểm soát các trường đại học của chúng ta và mang lại cho các công ty và tổ chức công của Anh sự an ninh mạng mà họ cần. Và tôi sẽ làm việc với Tổng thống Joe Biden và các người đứng đầu trên thế giới để củng cố sự kiên cường của phương Tây trước mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra, ông Sunak đã cho biết. Thông báo trên báo hiệu sự cứng rắn trong chính sách của chính phủ Anh đối với Trung Quốc nếu ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng tiếp theo của nước Anh. Trong những tháng gần đây, trong vai trò ngoại trưởng Anh, bà Liz Truss là đối thủ chạy đua với ông Sunak cho ghế thủ tướng Anh, cũng đã có các hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Viện Khổng Tử là cơ quan chính phủ Trung Quốc tài trợ với vai trò là trung tâm văn hóa và ngôn ngữ. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình phương Tây, đây là công cụ tuyên truyền của Trung Quốc trong bối cảnh mối liên hệ giữa phương Tây và Bắc Kinh ngày càng xấu đi. Tin lạ lùng, đánh rắm suốt 5 năm, người đàn ông đã kiện nhà hàng bán đồ ăn. Một người đàn ông không thể dừng đánh rắm sau khi ăn món thịt nguội vào 5 năm trước. Mới đây anh đã quyết định kiện cửa hàng đã bán món thịt nguội cho mình. Vụ kiện này lên đến 200.000 bảng Anh. Anh Tyrone Prades, 46 tuổi, mua một lát thịt nguội cuộn tại một khu chợ Giáng sinh ở Birmingham cùng với vợ và các con. Sau đó anh đã bị đau bụng, sốt, nôn mửa và tiêu chảy trong vài tiếng đồng hồ sau khi ăn. Sự việc xảy ra vào hồi tháng 12 năm 2017. Anh đã phải nằm viện suốt 5 tuần và được chẩn đoán là ngộ độc vi khuẩn Salmonella. Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đó. Anh Prades thường xuyên bị đầy hơi ngoài kiểm soát. Tình trạng này khiến anh thức giấc nửa đêm vì khó chịu và làm anh xấu mặt trước mọi người. Luật sư của anh cho biết, nhiều tháng sau khi mà xuất viện, bụng anh Prades vẫn thường xuyên phát ra những âm thanh cồn cào kỳ lạ. Luật sư nói, nguyên đơn thường xuyên phải chịu chứng đầy hơi, khiến anh ấy xì hơi vô tội vạ nơi đông người. Triệu chứng này còn gây ra mệt mỏi và thay đổi chức năng đường ruột, khiến cho bụng anh ấy thường xuyên phát ra âm thanh nhộn nhạo và lúc nào cũng đầy hơi. Dạ dày anh ấy kêu gào thảm thiết đến nỗi anh ấy thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm. Triệu chứng này đã khiến cho cuộc đời anh ấy thay đổi theo hướng bi kịch. Công ty Frankfurt Christmas Market Ltd. phủ nhận việc đã bán cho anh Prades lát thịt nguội bị nhiễm khuẩn Salmonella. Vụ kiện này tập trung vào việc anh Prades bị đầy hơi có phải do vi khuẩn này gây ra hay không. Một số thực khách khác cũng bị ngộ độc sau khi mua đồ ăn ở cửa tiệm này. Luật sư của công ty Frankfurt thừa nhận cơ quan sức khỏe môi trường đã phát hiện có vi khuẩn E. coli trên một con dao nhưng không có khuẩn Salmonella. Luật sư Philip Davy nói rằng anh Prades không nói là mình bị nhiễm E. coli, do đó anh phải chứng minh được sự thật là mình bị nhiễm Salmonella. Luật sư của anh thì nói quầy hàng đã bị đóng cửa và được dọn vệ sinh sạch sẽ sau khi cơ quan sức khỏe cộng đồng anh tới điều tra. Công ty này đã phủ nhận mọi cáo buộc và phiên tòa vẫn đang tiếp tục. Mình thấy đơn giản chứ cái bệnh này khổ lắm mà quý vị. Mình đang ngồi nói chuyện với ai mà lỡ rất là... Ví dụ như lâu lâu bị lần, còn lần nào gặp gỡ người ta nói chuyện cũng mang một cái hương vị đáng sợ như vậy thì rất là ngại ngùng luôn mà thật sự không biết làm cách nào. Hồng Loan có một người chú bị bệnh cái gì mà cái cuốn bao tử đó, thì cứ mỗi lần mà ăn xong là chú là phải bị ở đó quý vị. Mà ở không phải là ở nhỏ bình thường mà ở rất là lớn. Thì những người bạn bè thân quen thì cũng biết rồi, cho nên cũng bỏ qua. Mặc dù là người ta nghe người ta vẫn cảm thấy rất khó chịu, huống chi là cái vụ kia ha. Rất là ảnh hưởng đến cái sự mà mặt mũi đó, kỳ quá. Nhưng mà không biết sao người châu Á mình thì hơi ngại. Nhưng mà hồi lúc nhỏ đó Lộc nghe ba Lộc lúc mà ba còn sống, ba nói là thờ Pháp mà nếu những người Pháp người thấy ai mà đánh rắm đó thì người ta nói là bon bon, là nghĩa là tốt lắm á, tốt lắm.
giống như người ta nói chúc mừng vậy đó, mình đã thông đường ruột. Cái vấn đề này tốt là đúng là khi mà mình vào bệnh viện mình có những cái ca mổ hay gì thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ lúc nào họ cũng tới hồn hỏi mình là nãy giờ cái vụ đó được mấy lần rồi. Có nghĩa là đường ruột của mình thông thoáng luôn quý vị. Tin Việt Nam, một bé trai 11 tuổi bị tử vong do điện giật khi dùng điện thoại đang sạc. Vào ngày 24 tháng 7, ở phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm một bé trai tử vong. Nguyên nhân xác định nạn nhân bị điện giật khi sử dụng điện thoại trong lúc đang charge pin. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 12 giờ trưa của ngày 24 tháng 7, bé T, 11 tuổi, học sinh lớp 5 ở thành phố Bảo Lộc đang chơi điện thoại thì điện thoại hết pin. Sau đó thì cháu vừa cắm charge pin điện thoại vừa chơi tiếp thì đã xảy ra vụ điện giật này. Sau khi phát hiện thì người nhà đã rất nhanh chóng cúp điện và sơ cứu cho cháu tại chỗ và đưa cháu đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu. Tuy nhiên thì cháu đã tử vong tại bệnh viện. Cái thông tin này Lộc với Loan muốn đưa đến quý vị để mà mình phòng ngừa trong lúc mà mình vừa sạc điện thoại mà vừa nghe, vừa xài điện thoại mà vừa sạc điện thoại đó quý vị, thì rất là nguy hiểm. Đã có những trường hợp nổ điện thoại rồi cháy điện thoại, và trường hợp này rất là nặng là đã giật điện thoại nữa, thì nó nguy hiểm quá. Như là quý vị biết là điện ở Việt Nam là điện 220, nó mạnh hơn điện ở các quốc gia khác. Với lại cái thời tiết của bên Việt Nam thì nó hơi nóng hơn so với những cái nước khác, nên khi mà mình xài vừa sạc thì cái độ nóng nó càng tăng lên thì nó dễ gây ra những cái tai nạn khó ngờ lắm quý vị. Tốt nhất thì khi mà cắm sạc điện thoại thì mình không nên, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ quý vị ha, mình không nên sử dụng khi mình đang sạc điện thoại nha quý vị. Rộ lên những cuộc gọi lừa đảo nói rằng số điện thoại sẽ bị khóa và lấy thông tin cá nhân. Một nạn nhân đã xém khai hết thông tin cá nhân khi một người xưng là nhân viên của công ty điện thoại thông báo là sẽ khóa điện thoại. Cuộc gọi xuất phát từ một số đầu số rất lạ gọi tới và nói rằng thuê bao của bạn sẽ tạm dừng sau hơn 2 tiếng đồng hồ nữa. Để biết thêm chi tiết, vui lòng bấm số 0. Thấy giọng nói trong điện thoại giống hệt như các thông báo của tổng đài thì họ đã tưởng thật cho nên đã làm theo. Khi mà được kết nối đến một người tự xưng là nhân viên của tổng đài điện thoại thì họ nói với giọng điệu rất là đe dọa. Nhưng rất may mắn là nạn nhân này nhớ đến những cái chiêu mà đã nhiều người bị lừa qua đường dây điện thoại trước đây, đồng thời số gọi tới là một đầu số của nước ngoài, cho nên anh này nghi ngờ là lừa đảo nên không đưa những thông tin cá nhân. Khi mà gọi đến tổng đài thì anh mới biết là số điện thoại của mình hoàn toàn bình thường và không hề bị khóa. Tương tự vậy thì có một người khác cũng cho biết là cô suýt nữa đã trở thành nạn nhân của một chiêu lừa. Họ nói rằng họ phát hiện thuê bao của tôi phát tán ra nhiều tin nhắn lừa đảo, vì vậy họ sẽ khóa sau 2 giờ. Cô đã giải thích là mình không hề làm chuyện đó. Đầu bên kia thì khẳng định họ có bằng chứng và tiếp tục dọa sẽ khóa cái số điện thoại. Lý do là hỗ trợ khách hàng. Người này đề nghị cô gọi tới số của một đại diện cơ quan pháp luật. Lo lắng đây là số điện thoại quan trọng và phải sử dụng thường xuyên, và cô đã làm theo. Khi mà cô gọi theo lời của người đó đến một số điện thoại thì đầu dây kia xưng là công an, yêu cầu cô xác minh danh tánh bằng cách khai báo đầy đủ thông tin cá nhân như là tên tuổi, số căn cước công dân, ngày cấp để mà kiểm tra trên hệ thống. Thấy tôi đọc thông tin cá nhân qua điện thoại, đồng nghiệp ngồi kế bên tôi có vẻ nghi ngờ nên kêu tôi cúp máy, và đến lúc đó tôi vẫn không nghĩ mình đã bị lừa. Chỉ khi nhờ mọi người kiểm tra số điện thoại gọi đến, coi có phải xem là số của cơ quan pháp luật nào không, thì tôi mới biết tôi bị gạt. 2 tiếng đồng hồ sau, điện thoại của tôi vẫn hoạt động bình thường chứ không bị ngừng hoạt động như lời đe dọa trên. Một người chuyên về nghiên cứu đánh cắp thông tin thì họ nói đây là một chiêu lừa đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Sau những lời đe dọa như vậy, nếu như những người nhẹ dạ thì sẽ vô tình cung cấp những thông tin cá nhân của mình. Điều này dẫn đến hiệu quả nghiêm trọng từ dữ liệu cá nhân cho đến tài sản có thể bị đánh cắp. Tuy là những cái chiêu này đã có từ lâu thưa quý vị, nhưng mà họ thay đổi liên tục khiến cho người dùng mình không có lường trước được, giống như là họ hăm dọa mình và mình cũng nghĩ đây là số điện thoại rất là quan trọng mình muốn giữ, thì giống như là họ sẽ kêu mình là
sau khi thông tin cá nhân thì bây giờ mình trả cái tiền điện thoại hay là tin nhắn hay là cái gì đó, một cái số tiền rất là nhỏ thôi, nhưng mà từ cái số tiền đó nó sẽ có thể nó hack vào cái account của mình để mà nó rút hết số tiền. Cũng có nhiều người đã bị cái tình trạng này. Và một cái tình trạng thứ hai nữa là họ sẽ có một cái cuộc hẹn như thế nào đó để mà cái người này đến để đưa tiền thì cũng phải rút tiền và đưa cho họ. Trước đây chúng ta cũng đã nghe nhiều chiêu lừa đảo như vậy, cho nên khi mà nhận được bất cứ một cái điện thoại nào, mặc dù là họ có đe dọa mình đến mức nào đi nữa, thì mình cũng phải bình tĩnh, mình xem đây có đúng là thật hay không nha thưa quý vị. Rồi, tin chính đã hết, giờ tới phần tin phụ nha, Hồng Loan. Nói tới kể chuyện vui, nói câu chuyện vui vui đó, thì Hồng Loan với Lộc chia sẻ một chút. Hôm qua mình đi coi cái kịch ngày xưa, vui ha. Quá vui luôn. Rất là vui. Các anh chị Hồng Loan thấy rất là vui cho các nghệ sĩ ở Việt Nam quý vị. Mình diễn trong một cái sân khấu và những người xung quanh mình là những bạn diễn thường xuyên. Mình có thời gian mình tập dượt với nhau một cái thời gian dài để khi mà đưa ra quý vị khán giả một cái vở kịch nó khá là hoàn hảo. Mình không dám dùng từ hoàn hảo là bởi vì không có gì là hoàn hảo hết. Và được thêm một phần nữa là vừa vui mà vừa ý nghĩa, cho nên Loan Lộc dẫn bé Trứng đi xem thì cũng rất thích. Và cái vở kịch này dành cho các em trẻ nhiều, cho nên cái tính mà giáo dục về mẹ con, cái cách mà mẹ dạy con trong thời điểm hiện nay, chúng ta cũng biết là có những người cha mẹ dạy con mình mà ép con mình phải đi theo cái ý thích của mình. Những gì mình làm không được thì mình muốn con mình phải như vậy, và mình ép con mình, gò ép để con mình phải như vậy. Và con mình nó sống không phải là cho cuộc đời của nó, mà nó sống cho cuộc đời của mẹ nó. Rất là lâu rồi, chương trình ngày xưa đến nay đã được 33 số rồi. Thì Lộc biết là những cái chàng thanh niên đang đi coi cái chương trình đó, lúc trước là những em bé. Họ đã đi coi từ nhỏ, bây giờ họ là những thanh niên hai mấy 30 tuổi hết trơn rồi. Vui. Cuối cùng khi mà vừa dứt kịch thì cái người xuất ngôn viên mới nói là bây giờ thì các em có thể lên sân khấu để mà chụp hình với các nhân vật trong vở kịch. Ào một cái, Hồng Loan ngỡ ngàng luôn. Thì là thấy là mấy em, mấy bé chạy lên để mà chụp các nghệ sĩ mà họ yêu thích. Mình thấy cảm mấy bé, nó mấy bé nhỏ, cộng luôn mấy bé hai mấy 30 tuổi ào lên sân khấu rất là đông, rất là vui. Cái giọng nó quen lắm, cái giọng nói nó quen lắm. Hình như là của anh Quỳnh Anh Tuấn. Mà cái chương trình rất là hay quý vị. Phải nói là nó sôi động, nó làm cho mình cuốn hút từ đầu cho tới cuối chương trình. Và được biết là cái vé để mà mua chương trình ngày xưa cũng rất là khó mà để mà kiếm được những cái vé. Khó mua. Bán sold out cho đến tháng 9 luôn đó, thưa quý vị. Dễ sợ ha. Rồi, nghe chuyện vui không? Yeah. Nghe. Kể chuyện học sinh cho nghe. Học sinh hả? Rồi. Có 6 anh bạn sinh viên đại học đi chơi xa, dự định là chủ nhật sẽ bay về để mà thứ hai đi thi. Nhưng mà lo chơi quá, ham vui quá nên trễ chuyến bay. Đến thứ hai mới về tới nơi thì gặp giáo sư mới hỏi tại sao các em thứ hai không đi thi. Cái mấy người này mới nói là dạ thưa giáo sư, tại vì tụi em đang trên đường đi về thì bánh xe đột ngột nó bể, tụi em phải ở lại ngày để mà giá xe, sau đó tụi em mới đi về được. Giáo sư mới đồng ý, được rồi, vậy thứ ba thi nha. Thì 6 anh này mới học nguyên một đêm luôn, tới sáng rất là tự tin bước vô phòng thi. Vừa bước vào phòng thi, giáo sư mới nói 6 người vô 6 góc ngồi, đưa cho cái đề thi. Thí sinh mở ra, chỉ có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất 5 điểm, câu hỏi thứ hai 95 điểm. Câu hỏi thứ nhất là các em đi chơi ở đâu, khai thiệt. Câu hỏi thứ hai là cái bánh xe bể là cái bánh xe nào. 6 người 6 góc làm sao mà nói cùng ý được. Thì đó, thế cũng dính. Các em đừng nghĩ là các em qua mặt được giáo sư. Đúng rồi. Giống như nhỏ đi học ngồi copy bài, đừng nghĩ là thầy cô giáo không thấy. Đứng ở trên là giáo viên, đứng ở trên nhìn xuống là thấy hết. Nhưng mà muốn bắt hay không thôi, thấy cái mặt tội quá thì bỏ qua. Cái mặt mà gian quá thì bắt cả. Bởi vậy ngồi copy phải làm cái mặt rất là buồn. Rất là buồn.
Bạn này chắc có bị kinh nghiệm. Thì cũng phải có chứ, ai nhỏ đi học cũng có vụ này á quý vị ha. Gì nhất quỷ nhì ba, thứ ba là học trò đó. Đúng rồi. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương chia sẻ và góp ý cho chương trình Loan và Lộc. Luôn luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.